Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và ở video này thì mình sẽ gửi tới anh em một bản nháp một chút nhé về cái kỹ năng của cái em tướng là Uta, em tướng mới thuộc dòng truyền kỳ và là em tướng support nha anh em nhé. Đấy, video này thì thực tế là mới chỉ kiếm được cái một số cái trích đoạn của nó. Nó bao gồm là cái kỹ năng đánh một. Mình xin lỗi là tức là cái kỹ năng 1 và cái kỹ năng ulti của Uta nhé anh em nhé. Đặc biệt là anh em có thể để ý cái kỹ năng 1 của Uta khi mà so sánh với em tướng là Wanomako. Đấy, có một cái chiêu 1 mà nó hồi máu là 2.4 triệu máu. Và trong đó thì con tướng là Wanomako là hồi chỉ có 1.6 triệu máu thôi anh em ạ. Đấy thì lúc đấy thì cũng không biết là con Uta đó là 11 sao và kỹ năng SP là bao nhiêu. Nhưng tuy nhiên là cái lượng máu hồi thì cũng khá là cao anh em ạ. Đấy thì bây giờ thì sẽ cùng mời anh em vào xem cái nháp một chút cái kỹ năng 1 và kỹ năng 3 của em tướng Uta này nhá anh em nhá. Đây anh em ơi, đây là cái kỹ năng 1 của Uta này. Đấy anh em thấy chưa? Tấn công nhá, nó tấn công từ trên xuống là triệu hồi các cái nốt nhạc, nó tấn công từ bên trên là tấn công xuống thì phải anh em ạ. Đấy thì đây là cái kỹ năng 1 của Uta. Đấy, và kỹ năng 1 là tấn công đơn. Đấy, anh em thấy chưa? Tấn công một mục tiêu phía trước. Tiếp theo là bây giờ anh em sẽ cùng đến với cái kỹ năng ulti của Uta. Thì anh em có thể thấy là cái ulti của Uta này thực sự là rất là lâu luôn anh em ạ. Mình thấy là phải nâu ngang ngửa cả Perona. Đấy, con tướng nữ là Perona anh em ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy, tạo hình. Rồi không biết là anh em nào đã xem movie phim Red chưa thì không biết là tạo hình nó có giống trong truyện không. Đấy anh em ạ. Hiện nay thì các cái video thì nó chưa có âm thanh nên là khi nào cập nhật được thì mình sẽ gửi tới anh em sau nhá. Còn đây là chỉ nháp cho anh em một chút về cái tạo hình cái kỹ năng của em tướng Uta như vậy thôi. Đấy thì anh em có thể thấy là cái kỹ năng ulti và kỹ năng 1 của Uta thì đều kèm theo đấy một cái lượng hồi máu nhất định cho team anh em ạ. Rất là đẹp luôn đúng không? Đấy, một cô ca sĩ, một cô diva. Đấy, rất là đẹp và rất là nét luôn ở trong cái quả cầu âm nhạc luôn anh em ạ. Đấy, vừa hát vừa nhảy cũng khá là ok luôn. Thế còn chưa biết là khi cụ thể khi vào mà full kỹ năng SP level 16 thì nó sẽ như nào, nhưng tuy nhiên là cái kỹ năng SP level 16 của con này thì khắc chế Young Rainian luôn anh em ạ. Rồi, xin chào anh em nhé.